Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Bạch Đằng và phường Uyên Hưng, thành phố Tân Nguyên, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp, đồng thời lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Cử tri mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông, ngõ hẻm, ấp An Chữ, xã Bạch Đằng, di dời các trụ điện trên đất nhà dân, xem xét cấp đất tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện công trình đường dẫn cầu Bành Đằng 2, lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho đoạn bờ sông ấp Điều Hòa, xã Bành Đằng.